Thường ở trong mình á, trong đại lý Sài Gòn Four thì năm cái phụ kiện này cũng thường được đưa vào một cái combo, có nghĩa là khi khách hàng lấy cả năm cái phụ kiện này cùng một lúc khi mua xe thì chúng ta sẽ được là chiết khấu discount cái giá đó. Hay ha. Hi, chào các bạn, mình là Unfor, tư vấn bán hàng tại hệ thống Sài Gòn Four. Chào mừng các bạn tới với kênh YouTube của mình Unfor 365. Thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết là những chiếc Ranger bán tải của bên mình Four bán tải á, thì thường được khách hàng chọn những cái phụ kiện gì ngay khi mua xe, nghĩa là khi họ nhận xe thì đã có sẵn rồi, thì cái nào được chọn nhiều nhất và những cái gói nào là có lợi nhất, cùng mình tham khảo nhé. Ford Ranger là siêu bán tải, toàn bộ các dòng Ranger và Raptor hiện tại đều được nhập khẩu vào Thái Lan, và từ khi gia nhập thị trường thị trường Việt Nam thì nó luôn dẫn đầu về dân số mọi năm, kể cả năm 2020 này ở cái mà dịch bệnh của Covid-19 đó các bạn, thì quý 1 nó vẫn là bán tải được ghi nhận là bán nhiều nhất, nghĩa là trong top 10 xe bán nhiều nhất thị trường Việt Nam thì chỉ có một bán tải, đó là Ranger của bên mình. Thì đây là chiếc Ranger Wheeljack Biturbo của bên mình, hai cầu 4 bánh. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là đối với những chiếc bán tải của bên mình á, thì thông thường khách hàng sẽ chọn là cái gói combo phụ kiện nào ngay khi mà nhận xe về. Thì dĩ nhiên rồi, đầu tiên, câu trả lời đầu tiên mọi người luôn quan tâm, đó là phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt, tại vì phim cách nhiệt thay vì các bạn dán ở ngoài thì các bạn dán trong hãng ngay từ đầu, giá tiền thì mình đảm bảo luôn, thường ở ngoài sẽ cao hơn trong hãng đó các bạn. Nhưng mà trong hãng, hệ thống Sài Gòn Four của mình đã là 20 năm, thì dĩ nhiên 20 năm này bên mình có một đội được chuyên gia ăn no và đi dán phim, và bên mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái việc mà bảo hành cái phim đó. Nên các bạn cứ tiết kiệm tiền bằng việc dán trong hãng mình thì vẫn là tốt nhất. Phim cách nhiệt 1, 2, 3, 4, 6 kiếng thì dán cả 6 kiếng để đảm bảo cái nội thất trong xe khi các bạn để xe ngoài nắng thì nó luôn là giữ là tốt nhất. Cái thứ hai cần quan tâm đến đó là camera hành trình. Camera hành trình của bên mình hiện tại như chiếc này của các bạn đang thấy, nó là camera của Papago kết hợp với Vietmap. Thì cái camera hành trình này á, nó sẽ hiển thị Vietmap luôn các bạn, vừa ghi hành trình mà vừa cái hiển thị Vietmap luôn. Nó là được sự kết hợp giữa Vietmap và Ford á. Thì camera này được cung cấp bởi Ford Việt Nam chứ không phải là những đơn vị ngoài như các dòng camera khác. Con xe của mình á, đang là Wheeljack Biturbo thì nó có camera gear rồi. Nhưng mà ở các dòng Ranger XLS hoặc là Ranger XLT á, thì nó chưa có camera gear. Thì cái Papago đó các bạn có thể tích hợp cái camera gear vô luôn, nghĩa là nó sẽ gắn thêm một cái camera gear phía sau xe nữa. Đó là hai cái. Cái thứ ba theo mình xếp mà quan trọng không kém, đó là cái nắp thùng này. Thì như các bạn biết rồi, toàn bộ các bán tải hiện tại á, giống như con mà Ranger XLT này, nó chưa có nắp thùng. Đó, thì tùy nhu cầu sử dụng thôi. Thì cái thứ ba khách hàng thường quan tâm nhất đó là cái nắp thùng. Thì có ba dạng nắp thùng chính: nắp thùng cao như thế này, nắp thùng mở xéo 45 độ, gọi là nắp thùng mỏng cũng được, và cái thứ ba là nắp thùng cuộn. Tới cái thứ tư mình còn nói với các bạn đây, lót thùng. Thì ở trên cái dòng mà Ranger Wheeljack và Raptor thì đã có sẵn nắp thùng rồi. Tuy nhiên cái dòng phiên bản thấp hơn, mình thí dụ luôn đó là con XLT này, thì nó chưa có sẵn lót thùng đó. Nên thành ra là cái thứ tư mình quan tâm nhiều nhất đó là mua thêm cái lót thùng này. Tại vì mình nói rồi, lót và nắp, thì khi các bạn mua ở hệ thống mà đại lý của Ford á, thì luôn luôn nó sẽ đi kèm với cái uy tín của hãng và cái bảo hành từ chính hãng. Mua ngoài thì đó, thì nói chung mình không đụng tới nhiều, mắc công mấy anh lại hút mình. Rồi cái thứ năm, thì cái thứ năm mình có tới hai cái, là cái gói mà khách hàng hiện tại Việt Nam quan tâm khá là nhiều: phủ ceramic và phủ gầm. Phủ ceramic là thêm một cái lớp sơn ở chỗ này, giống như chiếc Everest kia kìa, nó mới được sử phủ ceramic á, thì nó sẽ thêm một cái lớp sơn trong toàn bộ cái lớp sơn zin của xe để bảo vệ cho cái lớp sơn của mình khi nó đi ở thị trường Việt Nam nắng nóng đó các bạn. Thì thứ nhất là kéo dài tuổi thọ của lớp sơn zin nè, thứ hai là khi mà có bụi bẩn á, thì rửa thì nó cũng sẽ nhanh hơn, thứ ba á, là khi mà nó bị xước nhẹ á, thì dĩ nhiên là sẽ chóc cái lớp ceramic đó trước. Rồi, ở trong cái thứ năm này á, thì luôn là có cái mà xịt gầm.
nghĩa là nó sẽ xịt một lớp sơn ở dưới gầm xe để nó bảo vệ cho những cái phụ kiện ở bên dưới, chắn bị reset khi các bạn đi cái đường mà bị ngập nước ở Việt Nam, và khi nó bị bám bụi các bạn thì các bạn cũng rửa nhanh hơn. Đó, thì đối với một con Ranger hiện tại đó là 5 gói. Thì dĩ nhiên ở trên cái màn hình của những cái con mà EDS phiên bản thường á, thì hồi xưa là nó màn hình mà mình hay gọi là màn hình nội đồng cối đá đó, để nghe gọi trọi á. Nhưng mà hiện tại nó cũng được nâng cấp lên màn hình 8 inch rồi, ở phiên bản 2020 rồi, nên chúng ta không quan tâm đến việc đó nữa. 5 điểm 5 cái điểm đó để các bạn thường quan tâm. Và thường ở trong mình á, trong đại lý Saigon Ford thì 5 cái phụ kiện này cũng thường được đưa vào một cái combo. Có nghĩa là khi khách hàng lấy cả 5 cái phụ kiện này cùng một lúc khi mua xe thì chúng ta sẽ được là chiết khấu đi cao cái giá đó. Hay ha, các bạn nên quan tâm, thật sự quan tâm đó. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Mình là Anh Ford, tư vấn bán hàng tại hệ thống